Thưa quý vị và các bạn, sang ngày mai ở miền Bắc dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng, Bắc Bộ tiếp tục không mưa, có nắng từ sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày trên khu vực phía Tây Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 34 đến 36 độ. Các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ. Trời nắng nóng diện rộng, một số nơi như Phú Yên, Lạc Sơn, Hà Nam hay Ninh Bình nhiệt độ cao 38 độ. Còn ở thủ đô Hà Nội, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ xấp xỉ ở ngưỡng 39 độ, trời nóng gắt. Về chiều tối, miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông mạnh, khả năng xảy ra dông, lốc và sét mạnh là rất cao. Với miền Trung, sang ngày mai, vùng nắng nóng tiếp tục phát triển và mở rộng hơn. Vùng nóng sẽ xuất hiện từ Thanh Hóa và mở rộng xuống đến phần phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa. Ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh này phổ biến từ 36 đến 38 độ. Ngay từ khoảng 10 đến 11 giờ trưa, nóng đã xảy ra trên diện rộng và kéo dài đến tận 16-17 giờ chiều. Những nơi như Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà hay là Nam Đông, nhiệt độ cao trên 38 độ và cục bộ sẽ có những điểm nhiệt độ cao tới 40 độ. Còn ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng gia tăng về cường độ. Các cụm mây đối lưu trên khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang được hình thành sớm, nên nó sẽ nhanh chóng được gió Tây Nam đưa vào đất liền, gây mưa rào và dông ở khu vực miền Tây Nam Bộ trước 12 giờ. Đến 13-15 giờ chiều, mây đối lưu sẽ mở rộng sang khu vực miền Đông và tác động đến cả khu vực của Tây Nguyên. Cục bộ vẫn có những điểm mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Nền nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên sẽ duy trì trong khoảng 31 cho đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ trưa vào chiều sẽ là từ 33 cho đến 35 độ. Trên biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa không mưa, gió Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 28 đến 35 độ. Khu vực huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, nhiệt độ 27 đến 34 độ. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.